Xin chào quý vị, hôm nay thì nói thật với các bạn là trên mạng mọi người cứ bảo bọn mình là ăn tiền. Tôi nói thật với các bạn chứ cái đó không phải là lời nói đồn mà nó là sự thật. Và thực sự là bao nhiêu năm nay rồi thì tôi quyết định là đi mua một căn Vinhome Ocean Park. Vinh, quay xe. Ok, quay nha. Thì về sơ thì nếu các bạn mua một căn nhà bên này nó rơi tầm khoảng 9 đến 10 tỷ. Tuy nhiên nếu các bạn mua một cái biệt thự thì nó rơi tầm khoảng 20 tỷ ở bên này. Bao nhiêu mét vuông Tú nhỉ? Cái căn mình lấy bao nhiêu mét vuông nhỉ? Cũng quên. Quá. Các bạn là đang đi xem 3 căn cơ. Ban đầu định lấy là 5 căn nhưng mà cái tên đó, cái số lượng đó nó hơi bị... người ta gọi là cái gì, nó có hơi bị vía, phải vía đấy. Nói chung là thì thôi, số đấy nó không hợp mình. Nên bọn mình chắc chỉ lấy khoảng 3 căn thôi. Thì hôm nay bọn mình đang đi xem. Tú quay cái camera phía sau cho mọi người xem cái nhở. Các bạn thì nhìn thấy bên tay trái này là các cái dãy nhà. Thì nó được xây rất là giống nhau. Nó đều tăm tắp là một cái khuôn thiết kế như nhau. Thì cái này được lấy cảm hứng từ kiến trúc của loài người. Đấy, thì các bạn thấy thì hiện tại đã xây xong. Nhưng mà sau một thời gian thì nó bị mưa, nó hơi bẩn tí. Dung vào sơn thế mưa không? Thế vệt mưa bẩn không? Cái này thì sau khi bàn giao, thì trước khi bàn giao chủ nhà có người mua thì sẽ sơn lại lần nữa. Đây tôi điều vậy thôi, tôi tổng bị thì quá là được. Nhưng các bạn thấy là đây thêm thảm cỏ này, làm rất giống thật mặc dù đây là cỏ nhân tạo. Đấy, các bạn nhìn thấy, đây thảm cỏ bên phải là các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, cỏ đây làm rất xịn sò luôn. Và thậm chí là các bạn thấy là ô tô đây là bọc một cách cẩn thận cho vào đóng gói nhá. Các bạn thấy là nguyên siêu luôn, về bóc tem thôi. Đấy, đang là xây dựng rất là ngổn ngang. Các căn nhà đây có thể nói là cực kỳ là hoành tráng. Đây, phía trước cũng có một chiếc VinFast đang đi xem. Tốc độ của mình đang là tầm khoảng 18, 19. À, nó có cả máy bán tốc độ nhưng chắc là của thằng nào đấy chứ tôi đang dừng mà. tôi đang dừng mà. Nó lại hiện 12, 13 bịp thôi. Bây giờ thì tôi sẽ dừng xe để mà chúng ta sẽ xuống đi xem mấy căn nhà cho các bạn coi. Thì mình đầu tiên dẫn các bạn xem một cái biển nhân tạo ở ngay Hà Nội. Tú, quay video. Rồi, giờ chúng ta xuống xe thì các bạn đi xem cái view biển ở đây. Bọn mình đã chọn căn hướng biển rồi. Mình sẽ cầm chặt thẻ Google. Rồi, thì như các bạn thì nhìn thấy đây là Vân. Thì Vân, em có thể giới thiệu qua cho các vị khách mời hôm nay bữa ăn chính của chúng ta sẽ là gì được không? Bữa ăn nào ạ? Rồi, ok, thì các bạn thì nhìn thấy bên tay phải tôi, đó chính là biển nhân tạo. Là biển đầu tiên mà tôi được nhìn thấy nhân tạo ở đây Hà Nội. Thì Vân nghĩ sao về bãi biển này? Nước không trong lắm. Nếu trong lắm, em có thể bốc cát lên cho mọi người xem được không? Cát thì trong. Cát thì trong hả? Đâu, xem nào. Cát rất thích. Vào xe sâu mình trong ngồi giống xi măng đấy. Giống xi măng. Cát này không, cát này giống muối hơn đấy. Muối ăn thử muối nào. Muối. Ở bên này là có ván trượt nhưng mà mình thấy cái ván lướt này hình như chỉ để cho đẹp thôi. Chứ nó không có cái đuôi cá ở dưới thì lướt kiểu quạt. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời đang tầm khoảng là 45 độ nha các bạn. Nhiệt độ cảm nhận là 50 độ. Đây có những cây dừa nhưng không có quả. Các bạn biết tại sao không ạ? Bởi vì những người mua nhà ở đây rất nhiều tiền. Dừa mà có quả rơi vào đầu khách thì sao? Đúng không ạ? Hợp lý. Nên tốt nhất là thà không có quả dừa ở đây. Các bạn nghĩ xem, Einstein mà ngồi dưới gốc cây dừa thì làm gì có định luật vật lý, à định luận lực hút trái đất nữa. Ông Einstein hay ông nào? Vân trông xinh ấy các bạn. Vân đang mang theo một cái hát sáng. Các bạn thì nhìn thấy sự khác biệt giữa Vân và cái hát sáng là gì? Làm gì có. Nó y hệt nhau mà. Thì nói sơ qua về những cái loại dừa được tuyển chọn ở đây. Thì sao các bạn không tin là dừa các bạn ở đây? Thì các bạn thấy là dừa ở đây rất là tuyệt vời. Và ngoài ra ở khu này các bạn sẽ có chỗ nằm nghỉ. Thì khi mà mọi người đã sở hữu một căn nhà ở Vinhome thì các bạn sẽ thoải mái sử dụng các dịch vụ này như nằm xuống hoặc là ngồi không mất tiền. Nhưng các bạn sẽ nhìn thấy là cột rất chắc, làm từ kim loại không phải gỗ nhá, sơn giống gỗ luôn. Này, dây thừng. Rồi, có rất nhiều các vật dụng khác có thể tận dụng tối đa. Cái này là gỗ chứ không lẽ em nghĩ làm từ cái gì? Kim loại thật, cái này thì chứ ai lại ngồi cho khách này bỏ ra mấy chục tí lại ngồi lên kim loại. Thì nó bị nóng đít. Ừ. Bên này là bờ biển. Bây giờ tôi sẽ mời anh Tú ra đấy trải nghiệm và chúng ta sẽ ra đây. Bạn hàng kia này. Nhìn nó che hắt sáng các thứ này nọ xong rồi để Vân. Mày bà sao? Nhìn này. Ở đây thì sao? Tôi sẽ hút nước thử nhá. Nhìn này. Các bạn thấy nước rất trong đúng không ạ?
ngon lắm các bạn ạ, nước rất là trong, tuyệt vời. Mình thử lại lần nữa các bạn xem này, tuyệt vời lắm luôn. Các bạn không tin thì mình thử lại lần nữa này. Nước rất tuyệt vời luôn, có thể uống được. Nhưng các bạn đừng làm. Ô, thằng Kiên vừa ra đây làm mãi. Kiên nhanh thật sự luôn. Cát xuống đây cứng hẳn nhở? Đây nó cứng hẳn luôn. Nước trong rồi. Em thấy nước không trong lắm. Nó không giống Sầm Sơn các bạn ạ. Sầm Sơn. Sầm Sơn mà mình chỉ cần ra bãi biển vắt. Em ơi, đi massage không? Karaoke không? Tập quất không? Lên xuống đèo. Đèo. Rồi thì các bạn thấy nhìn thấy đây là toàn bộ bãi biển và bên kia là những cái khu biệt thự khác nữa. Tung giá bán đây thì tôi thấy nó hợp lý. Có thể gọi là giá rẻ nhưng mà dành cho những người như kiểu là Bill Gates thôi. Chứ còn với người chúng tôi thì đi xem căn nhà mình ở đâu nhá. Giá hợp lý. Mình căn kia kìa. Nhìn theo hướng tay tôi với lại hướng chim bay là các bạn xin nhớ căn của tôi nhé. Ở bên này cũng đang rất nhiều căn đang xây các bạn. Nhiều lắm. Như vậy là trong video ngày hôm nay thì tôi giới thiệu các bạn về bãi biển nhân tạo. Nó còn có cả sông rồi các thứ nữa. Nhưng trong giới hạn video này thì chỉ là như vậy thôi. Các bạn cứ bảo chửi tôi ăn tiền. Đây. Tôi ăn thật đây, tôi có tiền tôi mua mấy cái này rồi, các bạn nghĩ sao? Nào, ngon thì xem video, bấm subscribe, bấm chuông xong rồi bấm quảng cáo tôi xem nào. Tôi thách bạn đây. Xin cảm ơn. Nào, cái này cắt cảnh rất là nhanh nha mọi người, là nhìn này. Các bạn thấy nước rất trong đúng không ạ?